Thưa quý vị, trải qua 4 lần tổ chức thì giải đua xe đạp VTV Cup đã thực sự trở thành một trong những giải đấu được mong chờ nhất, không chỉ với giới chuyên môn, với vận động viên mà còn cả với những người hâm mộ nữa. Giải đấu thực sự trở thành một luồng gió mới để cho xe đạp Việt Nam, cũng là một cú hích để chúng ta phát triển toàn diện hơn và mạnh mẽ hơn. Trong những năm vừa qua, xe đạp Việt Nam đã có những thay đổi khá mạnh mẽ về diện mạo cũng như vị thế tại khu vực Đông Nam Á. Điều này có được một phần đến từ sự chung tay của nhiều đơn vị địa phương và cơ quan tổ chức trong xã hội. Rất nhiều những giải đấu uy tín có chất lượng được tổ chức và để lại dấu ấn mạnh mẽ, phải kể đến giải xe đạp quốc tế VTV Cup. Các vận động viên được cọ sát và diễn ra trong dài ngày, nhiều loại địa hình khác nhau với nhiều đa dạng đối tượng khác nhau. Vì thế cho nên qua VTV Cup, các vận động viên Việt Nam sẽ đánh giá rõ hơn về khả năng của mình, cũng như là chúng ta sẽ biết được là chúng ta cần làm gì để tiến bộ. Xe đạp Việt Nam đang trong giai đoạn trẻ hóa. Chính vì vậy, các vận động viên cần nâng cao kinh nghiệm thi đấu, nhanh chóng tiếp cận được với nhịp độ thi đấu ở mức độ cao, kéo dài và cạnh tranh quyết liệt. Những mong muốn này cũng chính là tiêu chí mà ban tổ chức VTV Cup xây dựng cho mình. Khi mà các vận động viên phải thi đấu với cường độ cao hơn và thì cái hơi của vận động viên sẽ tốt hơn. Cái sự phát triển về thể lực, kể cả về sức bền hay về tốc độ cũng sẽ nâng tầm lên một cái tầm cao hơn. Tại SEA Games 30, xe đạp Việt Nam sở hữu một dàn vận động viên có tiềm năng. Nhưng vấn đề mà đội tuyển xe đạp Việt Nam gặp phải chính là việc không thích nghi được với địa hình phức tạp tại đường đua của nước chủ nhà Philippines. Hạn chế này đang được tính đến và VTV Cup sẽ cho chúng ta giải pháp tháo gỡ. Cái ý tưởng của chúng tôi sẽ đưa VTV Cup lên vùng Tây Bắc. Ở đây thì các vận động viên sẽ được làm quen nhiều hơn và sẽ phải chinh phục nhiều ngọn đèo cao hơn. Thậm chí có thể nói là những thử thách thực sự lớn, ngang tầm với cả thế giới.